Rồi đem con si Fly Dream của bọn Hoàng đi bay test. Ok, bay nào. Lên. Dừng. Xuống. Con si Fly Dream này của bạn Hoàng mang qua qua shop để được mang qua quán mình để sửa nhá. Thì con này của bạn hôm nay bay vào cột điện này nó đã gãy hết vỏ, nhưng mà tuy nhiên nó chỉ bị gãy nhẹ nên mà là mình đã thay, mình đã hàn cho bạn một hàn lại cái vỏ cho bạn rồi. Đây. Rất khó để phát điện ra bếp hàn. Có thể mà nói thì bếp hàn cũ nó sẽ cứng hơn là lớp vỏ cũ rất nhiều, nên bạn cứ yên tâm nhé về cái chất lượng của vỏ. Và cái thứ hai nữa là do cú lao đấy quá mạnh nên là một cái ESC của động cơ đã bị hỏng, nhưng mà rất may cho bạn là mình có thể sửa được và không phải thay thế. Bay ok rồi. Rất may mắn cho bạn Hoàng là lần này con máy của bạn không phải thay thế bất kỳ một cái phụ tùng hay linh kiện gì nhá. Sao lại cánh cửa vậy em? Bay lại, bay lên đi, bay lên luôn. Lên. Nào, cho anh xem cam nào. Cam ok. Bay lên đi, bay quanh. Pin nhiều không? Không. Nó nhắn vậy. Gió to quá, thấp xuống. Kinh nghiệm ở trên flycam thì bạn đã hạ cánh trên tay chưa? Cho xuống đi, em hạ cánh đi. Đánh đỡ cho. Nào xuống nào. Nữa. Stop. Cỗ máy của Hoàng ok nhá, không phải thay thế một gì nhá. Không phải thay linh kiện nhá.